bạn sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để nhìn thấy tương lai? Hoặc quan trọng hơn, nếu bạn có thể thấy tương lai, liệu bạn có biết cách nắm lấy cơ hội hay là để nó vượt khỏi tầm tay? Cổ phiếu bạn đã nên bán, đất đai bạn đã nên mua, cơ hội bạn đã nên nắm lấy nhưng đã không. Có bao nhiêu cơ hội nữa sẽ đến với bạn? Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Hãy lắng nghe. Mỗi thập niên có một chuyện vĩ đại xảy ra. Thập niên 70, đầu máy quay phim. Thập niên 80, máy tính cá nhân. Thập niên 90, mạng Internet. Những người biết đầu tư trong thập niên 80 đã trở thành triệu phú. Những người biết đầu tư trong thập niên 90 đã trở thành tỷ phú. Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng vài năm tới? Trong các cuốn sách bán chạy nhất với tựa đề The Next Trillion và The Wellness Revolution, kinh tế gia Paul Zenpilzer tuyên bố, trong thập niên này, hàng ngàn tỷ Mỹ Kim sẽ được chi mỗi năm cho thị trường chăm sóc sức khỏe chủ động, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chức năng để giúp con người sống khỏe, sống trẻ và làm chậm sự lão hóa hoặc ngăn ngừa các bệnh tật. Hãy nghĩ xem, doanh thu của thị trường chăm sóc sức khỏe hoàn toàn không hề có một thập niên trước. Ngày hôm nay, tổng doanh thu của thị trường này là 300 tỷ Mỹ Kim, tương đương với doanh thu của thị trường xe hơi mới ở Mỹ. Hôm nay, 300 tỷ Mỹ Kim. Tới cuối thập niên này, 1.000 tỷ Mỹ Kim. Cho những ai không thích toán học, đó là sự tăng trưởng 300%. Làm sao có sự phát triển như vậy? Làm sao có thể tiên đoán được sự phát triển đó? Hai chữ, Baby Boomer. Bạn đã nghe danh từ này hơn 20 năm qua. Họ đã làm chủ nền kinh tế trong vòng 20 năm qua. Thời điểm đã đến để bạn tham gia. Những người Baby Boomer đang thuộc độ tuổi 40-50, đang có thu nhập cao, có khả năng chi tiêu. Họ là những người thay đổi thị trường nhà cửa, xe hơi thể thao, máy vi tính và mạng Internet. Nói tóm lại, Boomer và những thứ họ muốn chiếm 6.000 tỷ đô la trên tổng doanh thu 12.000 tỷ của thị trường nước Mỹ. Mặc dù họ chỉ chiếm 30% dân số, họ tiêu thụ hết 50% tổng sản lượng quốc gia. Quan trọng hơn thế, họ sẽ chi thêm 1.000 tỷ mỗi năm để nắm giữ điều quan trọng nhất. Hơn cả xe hơi, nhà cửa hay Internet, đó là tuổi thanh xuân của họ. Tuổi thanh xuân, chống lão hóa, sức khỏe, sự việc vĩ đại kế tiếp. Bằng cách làm chủ cuộc sống, Baby Boomer đang tạo ra thị trường chăm sóc sức khỏe chủ động với tốc độ nhanh. Nhiều sự thay đổi phải trải qua nhiều thập niên. Ngày hôm nay, những sự thay đổi đó chỉ mất vài năm hoặc ít hơn. Khi Henry Ford chế ra chiếc xe đầu tiên, thị trường xe hơi phải mất 70 năm mới đạt được doanh thu 1.000 tỷ Mỹ Kim. Khi IBM cho ra đời chiếc máy tính cá nhân đầu tiên, thị trường máy tính cá nhân chỉ mất 10 năm để đạt doanh thu hơn thị trường xe hơi. Bây giờ, thị trường chăm sóc sức khỏe chủ động chỉ mất khoảng 5 năm để đạt được doanh thu 1.000 tỷ. 1.000 tỷ, đó là 2.7 tỷ mỗi ngày, 114 triệu mỗi giờ, 1.9 triệu mỗi phút. Trong thập niên 90, con số triệu phú ở Mỹ tăng từ 3.6 triệu lên 7.2 triệu người. Kinh tế gia Pilger tiên đoán trong vòng 5 năm tới sẽ có thêm 3.6 triệu triệu phú, phần đông là từ thị trường chăm sóc sức khỏe chủ động. Vậy chúng ta bằng cách nào có thể nắm bắt cơ hội này? Bạn có 4 cách. Thứ nhất, chuyên gia hành nghề chăm sóc sức khỏe. Thứ hai, mở công ty sản xuất. Thứ ba, mở cửa hàng bán lẻ. Thứ tư, phân phối sản phẩm. Những chuyên gia như bác sĩ, y tá, dược sĩ sẽ làm được nhiều tiền trong những năm tới, nếu họ có thể trả hết nợ nần, nếu họ có thể dàn xếp được với công ty bảo hiểm, nếu họ tiếp tục đánh đổi thời gian để kiếm tiền. Mở công ty sản xuất là một chọn lựa tốt nếu bạn có hàng triệu đô la để đầu tư vào hạ tầng cơ sở,
bản quyền, vận chuyển, nghiên cứu, vân vân, cửa hàng bán lẻ. Cũng được thôi, nếu bạn chịu trả các khoản chi phí như huê hồng, quảng cáo, hàng hóa, làm việc nhiều giờ, nhân viên. Phân phối sản phẩm. Chính xác, vì nhiều người đã làm giàu trong 3 thập niên qua là những người đã biết tìm ra phương pháp hay để vận chuyển hàng hóa tới người tiêu dùng, không phải phương pháp để chế biến những hàng hóa. Những người như Sam Walton của Walmart, Fred Smith của Federal Express. Nhưng khác với Sam Walton và Fred Smith là tìm cách phân phối sản phẩm đã và đang cần tới người tiêu dùng. Những người triệu phú mới của thập niên này sẽ phân phối nhiều sản phẩm mà khách hàng hoàn toàn không biết đến. Tỷ phú của hệ thống phân phối mới như Jeff Bezos của Amazon.com làm giàu bằng cách hướng dẫn người tiêu dùng về những sản phẩm mới và hình thức phân phối mới. Hình thức này được gọi là kinh doanh với tốc độ của ý nghĩ. Sản phẩm tốt hơn, hình thức phân phối tốt hơn, cơ hội tốt hơn. Tại sao? Vì không có cách gì ngăn cản được 78 triệu baby boomer với 1.000 tỷ Mỹ kim tiền chi tiêu. Họ muốn đi patin, lái xe thể thao. Họ không muốn già và họ sẵn sàng trả bất cứ mọi giá để được trẻ, khỏe và đầy sức sống. Trong vòng 5 năm tới, Baby Boomer sẽ tăng sức tiêu thụ cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới sức khỏe và sắc đẹp. Từ 300 tỷ hôm nay lên tới hàng ngàn tỷ mỗi năm, bạn sẽ sẵn sàng hay không? Người giới thiệu với bạn chương trình này có thể chỉ cho bạn một hình thức phân phối sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp với hình thức đã được chứng minh. Một hình thức kinh doanh có thể bắt đầu bán thời gian từ ở nhà mà không cần vốn liếng, không nhân viên và không bị nhức đầu như kinh doanh truyền thống. Một hình thức kinh doanh bán thời gian có thể giúp tăng thu nhập từ vài trăm tới vài ngàn đô la mỗi tháng. Và vì đây là một hình thức kinh doanh độc lập, bạn có thể được tận hưởng các quyền lợi liên quan về thuế má. Hãy tưởng tượng đây là thập niên 80. Một anh bạn trẻ tên Bill Gates đã mời gọi bạn tham gia công ty của anh ta. Anh ta nghĩ rằng sẽ có sự tăng trưởng nhảy vọt trong thị trường máy vi tính. Lần này bạn sẽ làm gì? Hãy nhớ, Sam Walton mãi tới năm 44 tuổi mới mở Walmart. Lúc 61 tuổi, Sam Walton là người giàu nhất thế giới. Lý do thoái thác của bạn là gì? Một điều chắc chắn rằng, nếu bạn coi video này và quan sát kỹ, bạn không thể nói là bạn đã không biết. Khi con cháu của bạn hỏi về sự hưng thịnh của thế kỷ 21, bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ nói rằng bạn đã biết nắm bắt thời cơ và trở nên giàu có. Hay bạn phải giải thích tại sao bạn đã lỡ cơ hội? Con số thống kê là có thật, chiều hướng thị trường là có thật, không có thời điểm nào thích hợp hơn. Có bao nhiêu cơ hội nữa sẽ đến với bạn? Làm gì thì làm, bạn đừng để lỡ cơ hội này.